Ngọc Thơ kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh, khu vực miền Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh đêm nay và ngày mai, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 26 cho đến 37 độ C. Sau đây là thời tiết các khu vực trong tỉnh. Tại khu vực phía bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 27 cho đến 37 độ C, độ ẩm là 71%. Tại khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 26 cho đến 37 độ C, độ ẩm là 69%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 27 cho đến 36 độ C, độ ẩm là 73%. Khu vực phía tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 28 cho đến 37 độ C, độ ẩm 69%. Khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 27 cho đến trên 37 độ C, độ ẩm là 69%. Cảnh báo nắng nóng tiếp tục diễn ra làm gia tăng hỏa hoạn và cháy rừng cũng như thiệt hại đến sản xuất. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu sông Vàm Cỏ Đông là 0,55 cho đến 0,60 m. Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai.